thầm ra cứu độ người thế được sống muôn đời. Vì vũ gió ngàn mâu chứ tràn hòa thắm đồi núi can về. Thế gian người đã hiến dâng để nên y tế thân mình, xuống thế gian vì muốn cứu nhân loại để vinh phúc muôn đời. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa Giêsu sai đất rồi, nào ta chung cùng hân hân hoan. Chúa con thế cái hân rồi, nào ta hiệp lòng con về. Nếu chúng ta cùng chết với người thì cũng sẽ sống với người, thánh giá ta cùng vắng với người thì sẽ được sống với người. Alleluia, 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 Alleluia. Chúa Giêsu sai đất rồi, nào ta chung lòng hân hân hoan. Chúa con thế cái hân rồi, nào ta hiệp lòng con về. Chúa đã cứu chúa trần gian.
mừng Chúa, ngày đã phục sinh khai hòa. Càng hát vui ca Chúa đã sống lại. Alleluia, Alleluia, chân hoan hư. Chân thế, hãy đến nhìn nhau thành người. Vì đây, vui hay chiến thắng tư thân. Alleluia, Alleluia, chân hoan hư. Chúa Giê-xu, ngày đã chiến thắng tư thân. Chiến thắng quỷ ma tôn phục lùi xa từ dương gian sướng vui hát ca hy hoa mừng Chúa ngày đã phục sinh khai hòa đàn hát vui ca Chúa đã sống lại để mừng Chúa sống lại. Và xin một tràng pháo tay nữa để mừng chị Maria Phượng Trần và em Vũ Xe Quá Đằng mời chị Thích được làm con của chị Phượng ngồi cho anh chị em thấy đây là những cách làm con của chị Phượng hôm qua mà mình là thành viên của giáo đoàn chúng ta nữa cho nên xin một tràng pháo tay để mừng chị Phượng. Và để người vui chúng ta hôm nay được tròn vẹn thì sau bản lễ này xin mời tất cả anh chị em, xin mời tất cả anh chị em hiện diện ở đây trong một chuyến đi cả đi picnic với cộng đoàn, có ăn free, uống free, chơi free, đủ thứ free. Anh chị em đi ra tới LPJ là phải trải tại hiện trường LPJ là trở nên không còn lại LPJ rồi trải. Hôm nay anh chị em thấy có đội dân lệ cũng rất đẹp và dễ thương. Đó là do sự hướng dẫn của chị Hà và em Coco. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng đội Liên Hoa. Và các đoàn hôm nay cũng hát rất là hay. Mà đặc biệt nổi bật là hôm nay các đoàn mình có tiếng kèn. Và tiếng kèn là của thế hệ thứ 3, thứ 4 luôn rồi. Cho nên là cộng đoàn mình cũng rất có tương lai. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn cộng đoàn. Các đoàn là em thích nghi. Hôm nay là tiền nữ sẽ được nghi học để đi tìm chứng phục sinh. Ai ra ngoài phạt trước thì sẽ tìm được nhiều chứng trước. Hôm nay có thể các cộng đồng mình có nhiều thuốc mạnh mới. Hình như có một người đến từ Việt Nam đó. Xin mời chị. Đây là chị ruột của anh Sơn, xin một tràng pháo tay để mừng chị ruột anh Sơn. Ngoài từ Việt Nam qua còn có những anh chị em ở ngoài tiểu bang xa như tiểu bang Oregon Việt Hàn, xin mời hai anh chị tiểu bang Oregon. Và hai anh chị Titusville, xin mời một tràng pháo tay để chúc mừng anh chị Titusville. Và như con có điều phú bậc là phải bà ai làm hai chị đi làm như này đâu đấy tám bà rồi ai cũng đi làm đấy mà ở đâu đấy Georgia sau này có ai mới làm đấy xin một cam bảo đây để chào tất cả những khách mời của chúng ta và ai buồn là đăng ký lại cộng đoàn nhỏ bé đây thì xin gặp xem đăng ký. Giờ đây xin mời tất cả mọi người. Chiến thắng tư thần.
lên, Chúa đã khai hoàn, tiêu diệt tử thần, hạnh phúc vô biên. Mừng vui, Ngài sống lại rồi, ánh sáng muôn đời cho thế giới. Sứ thần, hỡi người thế trần, nào hãy ca lên. Kèn vang, nhịp trống tưng bừng, loan báo tin mừng đi muôn hướng. Madalena với cả tấm lòng chiều mến thiết tha, nhìn xem tàng đá bên mộ mà Chúa đâu rồi, sao chẳng thấy. Sống lại rồi, ánh sáng muôn đời cho thế giới. Mùa xuân mới trời đất ơi, tin với bao con người, trình nhờ
hơi muôn sứ thần, hơi người thế nào hãy ca lên. Kèn vang nhịp trống tưng bừng, loan báo tin mừng đi muôn hướng. Chính từ thập giá cao vời, Ngài đã cứu chuộc muôn ngàn tôi nhớ. Madalena với cả tấm lòng chiều mến thiết tha, nhìn xem tàng đá bên mộ mà Chúa đâu rồi sao chẳng thấy. Sống lại rồi, ánh sáng muôn đời cho thế giới. Hỡi người thế trần nào hãy ca lên, kèn vang nhịp trống tưng bừng, loan báo tin mừng đi muôn hướng. Go, go!